Rồi ok, shop Phạm Tuấn PCB xin gửi lời chào đến tất cả anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc nha. Chào anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống để có cái động lực để theo đuổi cái niềm đam mê săn bắn của mình. Thì hôm nay em lại trở lại với anh em làm một video ngắn để gửi tới tất cả anh em. Cái mẫu hai cái cây Benjamin em vừa mới ráp cho hai khách ở hai tỉnh thành khác nhau. Thì nhân tiện em vừa mới ráp xong thì em cũng dành ra thời gian vài phút để quay cái video ngắn để gửi tất cả anh em để anh em tham khảo cái mẫu Benjamin anh em nhé. Thì trước khi vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay, em lại xin được nói qua cách thức mua bán và giao dịch để anh em có thể nắm được. Vẫn là ship COD cộng gửi xe cho anh em nhé. Khi anh em đặt mua một cây như thế này của bên shop em thì nếu như gửi COD cho anh em sẽ chia ra làm 2 hoặc đến 3 gói hàng để gửi đi cho anh em. Anh em nhận gói hàng nào thì thanh toán gói hàng đó. Còn gửi xe, anh em nào thuận tiện nhận xe và gửi xe em sẽ ráp hoàn chỉnh, test ok rồi gửi cả cây như thế này cho anh em nhận một lần rồi thanh toán nhà xe giúp em. Đấy. Anh em lưu ý giúp em nhé, là khi anh em nhận hàng sẽ không được đồng kiểm anh em nhé. Vì là cái thời điểm nó nhạy cảm, gửi hàng rất chi là khó khăn và cũng là để đảm bảo an toàn cho cả người mua lẫn người bán thì em xin phép là anh em không được đồng kiểm anh em nhé. Anh em tin tưởng shop thì hãy đặt hàng bên shop. Còn shop em làm ăn uy tín đấy, làm ăn về lâu về dài chứ không phải ngày một ngày hai, nên là anh em cứ yên tâm mà đặt niềm tin vào bên shop em anh em nhé. Tại vì là mua bán súng ống mà, củi lửa mà, chứ không phải là đi mua mớ rau hay là miếng đậu ngoài chợ đâu anh em nhé. Để đảm bảo mua bán thành công và nhanh chóng thì anh em cứ điện trực tiếp vào số điện thoại em để trên cái biển kia 0869329312. Số điện thoại của em thì có cả liên kết với cả Zalo nữa anh em nhé. Thì anh em cứ add Zalo, nhắn tin cho em sẽ gửi hình ảnh và báo giá chi tiết cho anh em từng sản phẩm mà anh em cần anh em nhé. Hoặc là anh em dành ra một phút để anh em gọi điện cho nhau để anh em mình trao đổi tư vấn, nói chuyện, anh em tham khảo cho nó dễ cũng anh em nhé. Thì mua hàng là có cọc anh em nhé, cọc trách nhiệm 100k 200k. Đấy, cọc thẻ điện thoại cũng được mà chuyển khoản cũng được, đấy tùy anh em. Đấy, cái tiền cọc thì sẽ được trừ vào cái tổng tiền hàng mà anh em mình chốt với nhau. Khi anh em nhận hàng em sẽ trừ đi cái tiền cọc anh em đã cọc anh em nhé. Tiền anh em thì vẫn là tiền anh em thôi, nên anh em yên tâm không sợ mất mát gì đâu anh em nhé. Vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay, đấy, giới thiệu anh em hai cây PCB Benjamin anh em nhé. Đấy, thì anh em cái video này có thể là hơi dài, thì anh em cố lắng lại xem hết video, em sẽ báo giá ở cuối video anh em nhé. Thì đầu tiên giới thiệu anh em cây Benjamin cấu hình tầm trung anh em nhé. Đấy, thì cái cấu hình tầm trung này nó gồm với những cái bộ phận gì thì đấy, giới thiệu chi tiết với cả tất cả anh em luôn. Đầu tiên nó là cái kính Discovery anh em nhé. Đấy, Discovery VTR thông số của nó là 4-16x40 AOE. Con này thì là có đèn hồng tâm hỗ trợ bắn ban đêm cho anh em nhé. Đấy, riêng cái dòng kính Discovery này rồi thì là độ sắc nét thì không cần phải bàn cãi, em cũng không cần phải nói giới thiệu nhiều nữa. Anh em đã chơi rồi, đã chơi cái Discovery này thì anh em đã hiểu nó rồi. Báng là báng gấp rút anh em nhé, báng lỗ tổ ong anh em nhé. Đấy, anh em kéo này đây có thể rút ra. Đấy, rồi anh em lại đóng vào. Đây, gấp rút này. Rất gọn gàng, anh em có thể để vào ba lô được anh em nhé. Combo quy đại bàng anh em nhé, có chốt an toàn anh em nhé. Đấy, combo quy đại bàng có chốt an toàn. Đấy, cái bộ hơi của nó là dùng van lệch Superwell hộp vàng anh em nhé, D35. Bình nhôm 7075 anh em nhé, bình Alicon anh em nhé. Đấy, giảm âm là giảm âm liền khối 2 khúc anh em nhé, giảm âm lại đời mới nhất bây giờ anh em nhé. Lòng là lòng lô tha quai thơ tem vàng anh em nhé, chơi kẹo trì 5.5. đấy, cây này cứ bao cho anh em 60-70 mét là 5C2 anh em nhé. Đấy, giới thiệu anh em con tiếp theo, con thứ hai. Đấy, cũng là cấu hình tầm trung anh em nhé, nhưng mà nó khác ở bộ quy anh em nhé. Đấy, đấy, giới thiệu chi tiết từng bộ phận của cái cây cấu hình tầm trung này. Vẫn là cái kính Discovery 4-16x40. Đấy, vẫn là có đèn hồng tâm hỗ trợ bắn ban đêm nhá. Con kính này với con kính này, hai con đều là giống nhau anh em nhá. Báng là báng chữ A. Đấy, báng cũng là báng gấp rút luôn anh em nhá. Đấy, rất tiện lợi anh em nhá. Đấy, anh em cũng có thể để vào ba lô. Đấy, combo quy là combo quy đầu sói anh em nhá. Đấy, combo quy đầu sói, tay kéo inox anh em nhá.
rất ok đúng không anh em. Đấy. Con này thì cũng có chốt an toàn luôn anh em nhé. Bộ hơi của nó thì cũng là dùng van Superwell van lệch anh em nhé. Van hộp vàng D35 anh em nhé. Bình bình nhôm 7075 American anh em nhé. Giảm âm liền cuối hai khúc anh em nhé. Lòng là lòng lô tha white thơ thêm vàng, chơi kẹo trì 5.5. Đấy, cây này cũng bao cho anh em 60-70 mét là 5C2 rồi anh em nhé. Đấy. Hai cây này, cây đầu sói này thì đang có giá là 8 triệu anh em nhé. Đấy. Đã 8 triệu đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em nhé. Đấy. Còn cây này là 6 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. Đấy, 6 triệu 800 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em. Đấy. Bên em cung cấp tất cả những linh phụ kiện về PCP Condo FX Benjamin đầy đủ anh em nhé. Do sim van bình kính rồi là bơm tất cả hầu như em đều có hết nhé. Anh em cứ gọi điện trực tiếp đến số điện thoại em để trên biển kia, em sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của anh em. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh và ấn nút like và ấn vào chuông để cập nhật những cái video mới nhất của bên shop, để ủng hộ shop, để shop có động lực làm nhiều video hay, mang lại những cái sản phẩm chất lượng và ok đến tay anh em chơi anh em nhé. Rồi, chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video clip tiếp theo.